Xin chào anh em, hôm nay rất là vui mừng khi được giới thiệu cho anh em mình trên kênh YouTube của Lê Minh Phát. Minh Phát xin gửi đến lời chào anh em thân thương nhất. Thì hôm nay Minh Phát sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái siêu phẩm, một cái dòng máy rửa xe mini mà giá cực kỳ phân khúc mà anh em đang quan tâm hay đang quan tâm và đang muốn tìm hiểu về dòng máy rửa xe chính hãng thì hãy xem hết clip của Minh ha. Thì hôm nay trên Minh trước mặt anh em đây là dòng máy rửa xe đến từ thương hiệu của Amax. Con này nó có mã là model là AG6266. Thì máy sẽ bao gồm có những cái phụ kiện đi kèm như sau. Thì bây giờ mình sẽ khui chiếc máy này ra xem thử máy nó sẽ có những cái phụ kiện gì đi kèm nhá. Rồi, ok anh em, thì trước mặt anh em thì thấy là cái hộp inoxen rất là đẹp ha. Mình sẽ khui chiếc máy rửa xe của Amax này ra. Máy đi kèm sẽ gồm có một bộ dây dài khoảng tầm 8 mét, một cái bình tạo bọt tiết dành cho anh em để mà vệ sinh xe máy, một súng rất là dài và ruột bằng kim loại, độ bền rất là cao, chân bằng đồng, kèm theo một dây hút nước. Đây là cái dây hút nước nha anh em. Đó, dài khoảng tầm 2 mét, kèm theo một cái đầu nối súng dài tầm 35 cm và lọc lax và máy đi kèm đóng gói thì khá là kỳ lưỡng nha anh em. Đặc biệt là có phiếu bảo hành chính hãng của Amax lên đến sản phẩm là bảo hành lên đến 6 tháng nha anh em, có đầy đủ phụ kiện. Rồi thì dòng máy rửa xe của Amax thì tổng thể thì mình thấy rằng là được thiết kế rất là chắc chắn nha. Với bề ngoài được ốp nhựa, những cái nhựa rất là đẹp, độ bền cũng như là về cái độ dẻo và rất là nhìn rất là sắc nét, đến từ thương hiệu của Amax. Amax thì nó sẽ in cái chữ dập nổi của chính hãng đây, cho nên anh em không phải lo ngại về vấn đề là như vậy là hàng nhái ha. Thì trên này nó sẽ có những cái thông số kỹ thuật của nhà máy. Con này thì nó có lên đến là 2450W và có đến là 83 lực hút của máy này. Lực tiêu thụ của máy này thì nó tầm độ khoảng 10 lít trên 1 phút và nó đồng hồ hiển thị dòng áp. Kèm theo trên này nó có công tắc này, tay nắm này. Sau này thì nó sẽ có cái quạt tản nhiệt để mà khi sử dụng thì máy nó sẽ làm mát. Đây, và dây đồng, cái này là dây ra cũng bằng đồng nha, đầu hút cũng vào bằng thao đồng hết trơn ha. Và máy này thì được cái là sử dụng với motor là motor cam kết là motor đồng 100%. Máy này là model 2022, đời mới nhất. Hai bên dưới này thì nó sẽ có 4 cái chân nhựa để là mình cách nước ha. Thì máy này nó có trọng lượng, mình sẽ cân thử chiếc máy này lên nha. Máy này thì nó lại có trọng lượng khoảng mình xem cái cân này đây. Ok anh em nha, nó tầm khoảng 9,7 kg, tức là nó gần 10 kg là một trong những cái máy mà đủ tiêu chuẩn. Gần 9,8 là đủ cái tiêu chuẩn của những cái máy dòng rửa xe mini đến thời điểm hiện tại này. 100% là cam kết là máy chính hãng, cam kết là dây đồng 100% anh em nhé. Đấy thì anh em khỏi phải lo về cái vấn đề về chất lượng. Và máy này thì được cái là nó tiết kiệm điện, và hai nữa là khi mà khởi hành máy lên thì máy nó rất là êm nhá. Và bây giờ thì mình xin hướng dẫn cho anh em cách sử dụng máy. Có một số anh em thì dùng rất là dễ dàng, còn có một số anh em thì hầu như là chưa dùng bao giờ, cho nên cũng rất là bỡ ngỡ khi mà lắp một cái máy này. Đầu tiên thì mình tháo này ra, xong là mình lòng cái này vào đây và mình đẩy cái ống này vào đây. Ok anh em nhá, và sau mình vặn lại. Rất là đơn giản thôi. Cái này là cái lọc rác, gắn vào đây. Và sau khi mình gắn như thế này là đây là một bộ dây hút, nó dài khoảng tầm 2 mét. Thì mình đây là đầu vào, đầu hút. Thì mình gắn thế này thì nó sẽ không có hút được nhá. Bây giờ mình sẽ ấn mạnh vào, khi nào nó gây khực là ok, ấn sát vào. Và cái đầu này thì mình thả vào ống nước, thả vào chậu nước để mình sử dụng nhé. Còn mà còn dây này thì như thế này, đơn giản thôi.
À, dây này thì có một cuộn dây đây, mình tháo sẵn ở đây rồi. À, một cái đầu này mình gắn vào đây, mình vặn nó lại. Ok anh em nha, rất là đơn giản, một cái thao tác đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Còn một cái đầu này nữa thì mình sẽ gắn vào súng nhá, gắn vào súng này, mình vặn nó lại. Đó, thì nếu mà anh em mà dùng súng ngắn thì mình để thế này mình xịt. Còn nếu anh em muốn thao tác, muốn sử dụng với đầu khớp nối dài súng dài thêm thì mình gắn vào, vặn vào đây và mình gắn đầu bét vào. Đấy, ok anh em. Và đây là mình tạo bò. Khi mà mình muốn tạo bò thì mình để cái chế độ xòe, mình gắn vào đây và mình đã gắn xong. Thì bây giờ mình sẽ gắn trực tiếp cái, mình sẽ cắm điện vào, mình thử cái lực hút của máy này. Đây, mình vừa cắm điện xong nhá. Đây là công tắc này, và đây là nước ở dưới này. Đấy, mình bật lên nhá, máy nó hút rất là nhanh nhá. Ok anh em, chỉ cần 5 giây, 3 giây là máy đã hút đầy rồi. Thì bây giờ mình sẽ xịt vệ sinh. Bắt đầu thì mình sẽ vệ sinh rong rêu này. Đấy, mình sẽ vệ sinh rong rêu này. Cái đầu bét này thì mình sẽ vặn lại cho nó kỹ nhá, không lại nó có cái roang ở chỗ này. Nếu như mà mình vặn không đúng thì nó xòe nước, nó xì nước nhá. Ok, rồi. Cái đầu bét này mình có thể sử dụng điều chỉnh tùy thích. Muốn xòe, muốn thẳng. Đó. Và mình xịt rong rêu này. Máy thì khởi hành rất là êm. Vận hành máy rất là êm nhá, hút nước rất là nhanh. Và đổ xa này. Anh em đổ xa này nhá. Đấy, đổ xa này. Đổ xa nhá. Đấy. Và máy thì anh em thấy này, máy cực êm khi mà vận hành máy nhá, rất là êm này. Đây. Máy áp lên này. Đó, 30 nhá. Đấy, thì mình vệ sinh xe này. Đấy. Vệ sinh xe nhá anh em nhá. Đây. Đấy, mạnh quá thì mình có thể điều chỉnh cái bếp này cho nó xòe đi, khỏi nó bị là bị bung hết. Đấy, để bung hết những cái tem xe chẳng hạn. Đấy. Máy rất là êm nhá, rất là phù hợp cho anh em mình dùng gia đình. Rất là phù hợp. Và mình muốn tạo cái bình tạo bọt này á, thì mình để chế độ xòe này. Đây là chế độ bình tạo bọt khi để mình vệ sinh xe máy nhá. Đây. Rất là hiệu quả nha anh em. Rất là hiệu quả nhá. Đấy. Xong rồi thì mình có thể tháo nó ra thôi. Đấy, đã tháo ra là mình sẽ vệ sinh lại nhá. Anh em thấy khá là tiện đúng không ạ? Hầu như là nhà ai cũng cần một chiếc máy rửa xe. Đấy, là mình có thể vệ sinh một chiếc máy xe máy rồi. Máy rất là mạnh nhá. Đấy. Đấy, mình có thể tưới cây này. Đấy, mình có thể tưới cây này nhá. Đấy, tưới thẳng này, tưới xa. Đấy, tùy theo cái đầu bét này mình có thể điều chỉnh. Rất là mạnh nhá anh em. Đấy. Thì anh em nào mà quan tâm cái sản phẩm này ấy, thì anh em cứ alo ở số điện thoại trên màn hình nhá. Đấy, sản phẩm chính hãng nhá. Máy rất là mạnh. Đấy. Cái sản phẩm này là sản phẩm trong một trong những cái sản phẩm chính hãng mà mình bán ở trên kênh YouTube của Lê Minh Phát. Thì sản phẩm này á thì hiện tại là
cam kết là máy chính hãng, cam kết là dây đồng 100% nhá. Và máy rất là êm và rất là khỏe, rất là mạnh và cái độ bền của máy rất là cao. Thì giá hiện tại thì mình đang bán cái chương trình cực kỳ tốt. Giá hiện tại mình bán là 1.900.000, 1.900.000 nhá. 1.900.000 là giá mình bao ship, giá mình bao ship ha. Bao ship về đến tận nơi, anh em kiểm tra hàng. Đó, đúng như mấy quảng cáo, chất lượng ok thì anh em nhận hàng ha. Thì cái clip của mình cũng rất là dài và mình test máy ở đây là mình test thực tế chứ không phải là mình không có làm ảo hay gì hết á. Thì anh em nào mà quan tâm sản phẩm máy rửa xe đến từ thương hiệu của Amax này thì anh em cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nhá. Và nếu như anh em nào mà gần địa chỉ tổ 1 khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Trơn Thành, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước thì anh em có thể đến tận cửa hàng và anh em có thể review máy trực tiếp, test máy, anh em có thể mua hàng và trải nghiệm những cái dòng máy của bên mình rất là nhiều ha. Thì cuối cùng thì clip mình dài rồi, mình xin được chân thành cảm ơn anh em đã dành ít thời gian để mà xem cái clip của mình ngày hôm nay. Thì anh em đừng quên hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình những cái lần sau nhá. Thì bây giờ thì mình xin nói lời chia tay anh em trong cái clip này và hẹn gặp lại anh em những cái clip, những cái video kế tiếp lần sau nhá. Và bye bye và xin gặp lại.